Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại kênh Mặt Ngọng Channel của mình. Và sau hơn những ngày tháng mà học hành gian khổ, bảo tàng, lịch sử các thứ, thì hôm nay mình sẽ quyết định giới thiệu cho các bạn một chỗ rất là đặc sản Đài Loan. Đó chính là những khu chợ đêm. Quá trời, mình đi má rảnh đâu mà chơi. Có mình vui thôi sao? Yay. Ở thì chợ đêm Đài Loan giống như là một nồi lẩu thập cẩm vậy đó. Cái gì cũng có thể bỏ vô được. Ý nghĩa là hàng quán nào cũng có thể xuất hiện ở đây, rồi những chỗ sang trọng hay những chỗ đắt tiền thì đều có thể nằm ở trong đây hết, miễn là bạn tìm đúng chỗ thôi. Nhưng mà mình thấy là nó có rất nhiều mà mình chỉ đi được có chút xíu thôi. Mình đã cố gắng đi hết, gần như hết nguyên một chuyến đi nhưng mà không thể nào hết được. Nhưng mà ai mà đến Đài Loan mà không đi theo mình, bổn cung đau đớn quá. Để đi chợ đêm thì là quá sai trái rồi, coi như chưa tới rồi đó. Vì vậy phải đi thôi. Thì đi chợ đêm ở Đài Loan là không bao giờ hết luôn. 1001 đêm thì chắc cũng có đúng 1001 loại chợ lớn nhỏ ở Đài Loan. Chắc chắn luôn, khi nói về chợ đêm thì Đài Loan là nhất rồi. Và mình đã quyết tâm nếu không đi được hết thì cũng phải ráng sang bằng. Chợ nào cũng phải nhoi tới thì mới đúng chuẩn là đi Đài Loan. Và hiện tại thì mình đang đứng trước khu chợ đầu tiên và trung tâm nhất ở Đài Bắc, có tên gọi là Tiền, chợ đêm Ximending. Chợ đêm vừa nổi với du khách mà còn vừa nổi với cả chính người dân địa phương nữa. Dễ hình dung là nồi lẩu Ma Lan Út Ngàn mà mình đã từng ăn trước đây cũng nằm trong mấy dãy hàng quán ở đây luôn. Giống như thú vui của người Việt Nam mình là, nhưng mà tùy vùng, là ra những khu đông đúc như quận nhất, quận 3 để ăn chơi vào buổi đêm á. Thì Đài Loan cũng vậy, khoảng tầm chiều thì chưa có, tại vì mọi người chưa đi làm về, chứ từ hơn 7 giờ đêm tới 2 giờ sáng là đông hú hồn luôn. Nhiều khi thấy hài là thành phố bị ngược á, sáng ra vắng teo mà tối về không biết người ở đâu mà ra mà chan á. Ximending là nơi tập hợp các hàng quán ăn uống và đặc biệt là mua sắm. Gần như tất cả các thương hiệu nổi tiếng đều đổ dồn vào đây hết. Mà điều mình ấn tượng nhất là chương trình sale off tại Đài Loan cực kỳ nhiều, nhiều khi giảm giá gần một nửa nếu đúng dịp kỷ niệm của quán á. Mà mọi người có biết trà sữa 50 lan, cái tiệm màu xanh xanh á, tiệm trà sữa đó chính là nguồn gốc của trà sữa coi bên mình không? Mà bên đây bán rẻ lắm, chỉ tầm từ 30.000 tới 40.000 một ly trà sữa thôi. Mấy bạn xem mình phát hiện được cái gì nè, là quảng cáo Vietjet Air ngay giữa trung tâm thành phố Đài Bắc luôn á, hãnh diện chưa? Người ta cũng đi hãng hàng không nước mình kìa. Ở Ximending thì đảm bảo là đồ ăn không thiếu, nhưng mình khuyến khích các bạn nếu ở Đài Bắc ít ngày thì nên dành bụng thử mỗi món một ít cho biết vị. Mình recommend nhất là món nấm, nấm đùi gà chiên ở Đài Loan được xem như là món ăn vặt phổ biến luôn á. Giống như Nhật thường nói là ăn nấm rất tốt cho da dẻ sức khỏe, nên người Đài Loan cũng tận dụng nấm làm thành nhiều món ăn khác nhau. Tại hai nước này có ảnh hưởng với nhau mà. Đừng thấy bắt mắt và tưởng dâu nha, bên đây người Đài Loan ăn cà chua như mình ăn snack vậy. Nhưng cà chua Đài Loan thì có vị ngọt sẵn rồi nên ăn cũng ổn. Nhưng mà năm ngoái mình dính phải một cây kẹo đường cà chua và vị của nó hơi bị hoang mang luôn á. Nó chua chua ngọt ngọt và nó lợ lợ là lạ lắm. Nên là nếu mà ai không ăn, không thích cà chua thì nên mở mắt sáng nè, banh con mắt ra để tìm trái dâu nha. Mắc hơn tầm có 15.000 thôi nhưng mà rất là ngon. Con chu kìa. Đến chợ đêm Đài Loan là nhất định không nè, hãy nào mà bỏ qua món đậu hũ thúi được. Càng thúi mới càng ngon. Mình lúc đầu cũng hơi nản nản về mùi nhưng thử riết thấy cũng không điền nổi, nhưng mà vị ngon thiệt. Đậu hũ thúi phải trải qua bao nhiêu ngày phơi khô xong nấu sốt rồi nên nó trở thành một món kiểu như là đặc sản luôn rồi đó, nên là mọi người phải thử nha, dùng hơi thúi một chút. Nhưng mà đảm bảo là nếu mà không thúi thì nó không ngon. Còn một món mình cực kỳ mong muốn mọi người thử nữa là mi sua, M-E-E-S-U-A. Món này thì ở đâu cũng có, mình nói thiệt luôn á.
ngon với cả mấy bạn mới qua chưa thấy hợp vị luôn. Món này được nấu với thịt hàu. Thịt hàu sẽ mắc hơn là so với nấu thịt không. Ăn khá giống súp ở Việt Nam nhưng có thêm mì, cộng mì thì mềm, mềm ngon hơn là cộng miếng nữa. Cảm giác như không phải mì luôn á, chạm vào cái nó tan ra. Nguyên một tô mấy con hàu chà bá luôn, mà giá chưa tới 50 nghìn nữa, nên thử lắm luôn á. Cái quan trọng không thể nào quên đó là mua bánh, bánh mochi Đài Loan. Mua về làm quà thì quá sức trang trọng mà giá rẻ mới chết. Cứ mua 5 hộp là được tặng 1 hộp. So với Nhật thì mình thấy các loại bánh mochi ở đây còn đa dạng hơn nữa, từ kiểu dáng, màu sắc cho tới hương vị. Sô-cô-la bọc mochi đặc biệt nhất chỉ có ở Đài Loan thôi nha. Đông đúc quá phải không? Đã nhắc đến chợ đêm thì mình không có gì để nói thêm gì, nó đã quá ngoạn mục rồi. Cái chỗ này, ngay cả ở Trung Quốc hay là ngay cả ở Hồng Kông thì về độ dày đặc của chợ đêm cũng chắc chắn là chưa bằng Đài Loan. Bởi vậy mới có cái phim gọi là Cuộc sống chợ đêm của Đài Loan đó. Hân hạnh giới thiệu bộ phim Đời sống chợ đêm. Đó là điều dĩ nhiên. Mà mình nói là để sử dụng hết thời gian hợp lý á, thì mỗi ngày, trước khi đi mỗi ngày á, bạn list ra một địa điểm, một cái chợ để tối đó đi cho gán, đi cho hết. Chứ thật sự là mình đã list ra rồi hẳn 10 cái chợ cho 10 ngày luôn, nhưng mà không có đêm nào hoàn thành được hết, tại vì nó quá rộng và quá bự. Mà còn một điều nữa là cứ mỗi năm là nó sẽ đẻ thêm về cái chợ nữa, nên là cứ chuẩn bị tinh thần xin visa đi là dài dài đi nha. Dữ dội lắm, ăn phè bụng luôn mà vẫn không thể nào hết được. Tôi quá mệt mỏi rồi. Thế cho nên là mọi người hãy, nếu mà có đi thì hãy tag SR Living Channel vào nhé, cả trên Facebook lẫn trên YouTube luôn. Tụi mình sẽ coi và comment cho các bạn đó. Tạm biệt. À quên, nhớ like, share, subscribe cho SR Living Channel nha. Ngày nào cũng quên, cũng bị chửi hết, thương quá mà. Tạm biệt.